Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là vườn dưa lưới trên tầng 5 sân thượng nhà mình. Hôm nay thì mình lên vườn bón phân định kỳ cho dưa. Sẵn mình quay video lại chia sẻ đến với các bạn kinh nghiệm bón phân hữu cơ làm cho trái dưa lớn nhanh của vườn nhà mình luôn nha. Ngoài bón phân ra thì mình phải vặt chèo phụ, vặt những chồi không cần thiết cũng như là vặt ngọn đúng lúc, làm cho dinh dưỡng tập trung dồn vào trong trái làm cho trái lớn nhanh và đạt năng suất cao nhất có thể nha các bạn. Để cho cách làm được chi tiết và dễ hiểu hơn thì đầu tiên mình chia sẻ với các bạn cách vặt chèo phụ trên cây con trước rồi đi bón phân sau. Rồi bây giờ mình tiến hành đi vặt chèo phụ luôn nha các bạn. Đây là những cây dưa lưới nhỏ đang bắt đầu ra chèo. Chèo là những cái ngọn non đang mọc ra từ nách lá đó các bạn. Những cái chèo này thì mình sẽ vặt bỏ đi nha. Mình chỉ nuôi cái thân chính thôi. Cái thân chính là chỗ cái tay mình đang chỉ đó. Mình sẽ nuôi cho cái thân chính này nó dài ra. Mình chỉ vặt chèo thôi chứ mình không có vặt ngọn nha các bạn. Thường thì cây dưa lưới á, cái trái nó đạt năng suất nhất á, là nằm ở chèo từ thứ 10 đến chèo 15. Cho nên những cái chèo nào dưới cái chèo thứ 10 đó các bạn thì mình sẽ vặt hết đi. Khi nào nó ra cái chèo thứ 10 đó các bạn thì bắt đầu giữ lại. Mình thụ phấn và cho trái từ cái chèo thứ 10 đến chèo 15 nha. Thụ đến chèo 15 mà vẫn không đậu trái thì các bạn tiếp tục thụ những chèo cao hơn. Thụ đến khi nào dây dưa lưới mình nó có trái thì thôi nha các bạn. Mỗi nách lá thì sẽ có một cái chèo, ngọn dài tới đâu thì chèo ra tới đó. Chèo vừa nhú ra thì các bạn vặt liền, đừng có để nó bò dài như vậy. Nó bò dài như vậy thì rất là hao dinh dưỡng của cây. Rồi các bạn lưu ý giúp mình, ngọn dưa lưới rất quan trọng, cho nên khi chăm sóc cây thì các bạn nhớ vặt chồi thôi chứ không có vặt ngọn. Mình sẽ nuôi cho cái ngọn nó vươn dài ra. Một cây dưa lưới khỏe phải có bộ lá xanh mướt và có chiều dài hơn 2 mét. Những cây như vậy nó sẽ quang hợp được chất dinh dưỡng và nó nuôi trái tốt hơn so với những cây bị mất ngọn nha các bạn. Sau khi vặt đến chèo thứ 9 thì đây là chèo thứ 10, 11, 12. Mình đã thụ phấn trên 3 chèo này và chèo thứ 10 đã đậu được một trái. Chèo 11, 12 thì không có đậu trái, hai chèo này mình sẽ vặt bỏ đi. Mình tiếp tục thụ thêm vài chèo nữa phía trên cao nha các bạn. Mình sẽ thụ khi nào nó đậu được khoảng 2-3 trái như vậy đó. Một cây thì mình chỉ giữ lại 1 đến 2 trái thôi, nhưng mình thụ thêm 2-3 trái nữa để mình xe cua. Trái nào nó phình to ra thì mình sẽ giữ lại, còn trái nào nó không có phình to thì mình vặt mình bỏ đi. Thường thì mỗi cây mình sẽ giữ lại 3 chèo đã ra trái như vậy. Sau khoảng 3 ngày thì mình sẽ đem 3 cái chèo ra mình so sánh. Mình thấy cái trái nào nó nhanh lớn hơn thì mình sẽ giữ lại, và những cái trái nào nó chậm lớn thì mình sẽ vặt bỏ đi. Trên mỗi cây dưa lưới thì mình sẽ giữ lại những cái chèo nào có trái phình to, còn những cái chèo nào nó không đậu trái hoặc là cái trái nó bị teo tóp thì vặt bỏ hết đi. Như cái cây dưa này thì nó ra được 2 trái trên cái chèo số 10 và cái chèo số 11. Hai cái trái này nó to bằng nhau nhưng mình chỉ muốn giữ lại một trái thôi, thì mình sẽ vặt bỏ cái chèo thứ 10, mình giữ lại cái chèo số 11. Vì cái chèo số 10 này nó ra trái trước cái chèo số 11 nhưng nó chỉ bằng cái trái của chèo số 11 thôi. Thì như vậy là cái trái của chèo số 11 nó phát triển nhanh hơn thì mình sẽ giữ lại, còn cái trái số 10 này thì mình sẽ vặt đi nha các bạn. Rồi sau khi chọn trái xong đó thì mình vặt bỏ hết những cái chèo phụ này, mình bỏ đi, mình chỉ nuôi một cái thân chính và cái ngọn thôi. Những cái lá trên thân chính thì mình giữ lại, mình chỉ vặt những cái chồi nách thôi nha các bạn. Mình vặt hết những cái chồi nách như vậy để dinh dưỡng nó tập trung dồn vào trong cái trái làm cho cái trái mình nó lớn nhanh. Còn như mình cứ tiếp tục nuôi những cái chèo không cần thiết này đó các bạn thì dinh dưỡng nó sẽ bị chi phối ra nuôi những cái chèo này nha. Cái chèo này nó càng ngày càng dài ra thì cái dinh dưỡng mình nó càng hao hụt, thì cái trái mình nó sẽ bị teo tóp và không thể to ra được nha các bạn. Còn cái chèo mà mình đang nuôi trái thì mình chỉ giữ lại 2 lá thôi, một lá trong và một lá ngoài. Cái phần ngọn thì mình cũng cắt bỏ luôn. Ở đây là một cái chèo mình đang nuôi trái nó ra ngọn nè các bạn. Cái ngọn mình đã cắt rồi nhưng nó ra cái ngọn mới. Cái ngọn này mình để như vậy thì cái trái mình nó không có to được nha. Mình cắt bỏ cái ngọn này nha các bạn. Khi các bạn vặt những cái chồi phụ này thì các bạn cẩn thận coi chừng vặt nhầm cái lá nha các bạn. Cái lá mà kế cái trái này nó rất là quan trọng luôn. Nó quan hợp dinh dưỡng để nuôi cho cái trái lớn lên. Những cái chèo nào đang nuôi trái đó các bạn mà nó không có cái lá ngoài á thì cái trái nó không có to được nha. Mấy cái cây dưa lưới khỏe thì nó ra chồi rất là nhanh, mình phải ngắt chồi hàng ngày. Nó vừa nhú ra thì mình ngắt liền đi các bạn, mình đừng có để dài vậy nha, nó có rất là hao dinh dưỡng của mình luôn á. Vì mình trồng cây trong chậu á, nó không có bao nhiêu đất, mà mình để nuôi những cái chèo không cần thiết như vậy thì cái trái mình không thể nào mà to lên được nha các bạn. Rồi trong quá trình chăm sóc cây mình phát hiện ra có những cái trái nó chậm lớn và teo tóp như vậy thì mình xem lại trên cây đó đã có bao nhiêu trái rồi. Nếu như đã có 2 trái rồi mà cái trái này không lớn nổi thì mình cắt bỏ cái trái teo tóp này đi nha các bạn, mình nuôi 1 trái thôi.
chứ cái cây nó đã không nuôi nổi rồi mình cố gắng nuôi thì cả hai trái nó đều bị nhỏ nha. Còn nếu như trên cây chỉ có một trái thôi mà cái trái nó bị teo tóp như vậy thì các bạn xem kỹ lại coi trên cây nó có nhiều cái chồi dài như vậy không. Nếu nó có nhiều cái chồi dài như vậy đó các bạn thì dinh dưỡng nó đã chi phối, chia ra nuôi những cái chồi này rồi, nó không thể nào tập trung nuôi cho cái trái to được. Bắt buộc các bạn phải cắt bỏ những cái chồi này đi. Cắt hết những cái chồi này thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung vô nó nuôi cái trái và nó làm cho cái trái phình to ra, không có bị teo tóp nữa nha các bạn. Những cái chèo phụ và những cái chồi nách đó các bạn, nó ra liên tục, nó ra từ gốc lên tới cái ngọn non đó, nó vừa nhú ra thì các bạn ngắt liền đi, đừng có để nó dài như cái cây dưới lưới của mình, nó rất là hao dinh dưỡng luôn đó. Những cái cây nào mà nó nuôi chèo như vậy nè các bạn thì cái trái nó nhỏ hơn so với những cái cây không có nuôi chèo nha. Rồi khi cây dưa lưới mình nó dài hơn 2 mét đó các bạn thì mình cắt bỏ cái ngọn luôn nha. Mình cắt như vậy là để cho cái dinh dưỡng nó dồn lại, nó nuôi cái trái, không có cho nó bò dài ra, nó lo nó nuôi cái thân, nó không có nuôi cái trái nha các bạn. Ngoài cắt chồi nách ra thì phải chăm sóc cho cái bộ lá nó thật là khỏe. Khi cái cây có bộ lá khỏe thì cái trái sẽ to, còn cái cây mà có bộ lá yếu ớt á, thì cái trái nó không thể nào to lên được nha các bạn. Như cái cây dưa này nó có bộ lá rất là khỏe. Những cái cây dưa mà có bộ lá khỏe như vậy thì chắc chắn nó sẽ cho ra một trái khỏe và rất là to. Như cái cây này do thiếu nắng nên nó có cái bộ lá nhỏ và mỏng thì nó không thể nào nuôi cái trái nào to lên được nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Ở cái chèo mà nuôi trái này nó có những cái lá nè, vừa nhỏ vừa mỏng mà lại bị sâu ăn nữa. Những cái cây như vậy thì nó không thể nào nuôi cái trái lớn lên được nha. Cho nên suốt quá trình chăm sóc cây thì các bạn đừng có bỏ qua bộ lá nha. Mình phải phun phòng cho bộ lá và bón phân cho bộ lá to khỏe thì trái mới to được nha các bạn. Còn lá dưới gốc thì mình chỉ lặt bỏ những lá già lá hư thôi. Những cái lá nào còn xanh khỏe mạnh đó các bạn thì mình giữ lại chứ không có vặt bỏ nha. Rồi những cái cây cỏ dại nó mọc ở trong chậu dưa của mình đó thì mình cũng nhổ bỏ hết đi. Những cái cây cỏ này không cần thiết mà mình để nó lớn lên trong chậu như vậy thì nó sẽ hút dinh dưỡng của mình rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đi pha dầu neem để phun phòng cho cây. Cách pha thì các bạn cứ pha theo liều lượng của nhà sản xuất. Đối với cây con thì các bạn pha loãng hơn hướng dẫn của bao bì một chút xíu. Còn như cây đang bị bệnh và cây lớn thì các bạn cứ pha đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất nha các bạn. Khi phun dầu neem để phòng bệnh cho cây thì các bạn nhớ phun buổi chiều mát. Lúc phun thì các bạn tập trung phun vào ngọn non và phần mặt lá dưới. Vì những con côn trùng á, đặc biệt là con bọ trĩ đó các bạn, nó hay nằm ở mặt lá dưới và ở trong ngọn non nhiều hơn. Dầu neem này thì mình mua ở cửa hàng gần nhà mình. Các bạn có thể tìm mua trên mạng, mình thấy có bán rất là nhiều luôn. Cái tinh dầu neem này thì nó cũng an toàn, nhà sản xuất thì nói mình cũng không cần phải cách ly, cho nên khi phun cái dầu neem này thì các bạn an tâm là nó không có độc hại nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đi bón phân cho dưa. Ở đây mình có một thùng nước có dung tích là 45 lít. 45 lít nước này thì mình sẽ pha vào đây là 3 chén ăn cơm phân cá. Phân cá này ở nhà mình tự ủ nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Muốn trái dưa lưới được to thì mình phải bón phân cho cây khỏe. Khi cây khỏe thì sẽ cho ra trái to. Ở cái giai đoạn mà sau thụ phấn mà mình trộn trái đó các bạn, khi trái nó được bằng ngón tay cái thì mình bắt đầu bón phân đạm cho nó. Phân đạm thì các bạn có thể chọn phân cá hoặc là phân bánh dầu hoặc là phân gà đều được nha các bạn. Phân nào có hàm lượng đạm cao là mình bón cho cây trong giai đoạn này. Trong mỗi giai đoạn ở cây dưa lưới thì giai đoạn nào cây cũng cần phân, đặc biệt là cái giai đoạn nuôi trái này cây cần rất là nhiều phân. Nếu giai đoạn này mà các bạn bón phân ít quá hoặc là các bạn không bón phân thì cây sẽ bị kiệt sức và không thể nào mà nuôi trái được. Cho nên để cây khỏe trái to thì các bạn phải tiếp sức cho cây bằng cách bón phân đầy đủ, đúng liều đúng lượng. Ngoài bón phân ra thì các bạn phải kết hợp phun phòng bệnh thường xuyên cho cây. Một tuần đến 10 ngày thì các bạn phun phòng bệnh cho cây một lần. Nếu như các bạn làm đúng và đủ như vậy thì chắc chắn cây sẽ khỏe và trái sẽ rất là to. Rồi đây cũng là một lưu ý rất là quan trọng. Khi mình bón nhiều phân đạm để cho trái to thì mình cũng phải cho thêm lân và kali vô. Khi mình cho lân và kali vô thì nó làm cho cái vỏ của trái dưa lưới được cứng cáp để nó bảo vệ cái phần ruột bên trong. Còn như mình chỉ bón phân đạm thôi á, thì cái trái nó phình to ra mà cái vỏ nó mỏng manh thì nó sẽ bị nứt trái. Còn như ở giai đoạn này mình đang muốn trái to mà các bạn bón lân kali nhiều quá thì cái trái nó sẽ bị chắc và cứng, nó sẽ không có nở to ra được. Cho nên ở cái giai đoạn này mình sẽ bón đạm nhiều, lân kali thì mình bón ít thôi. Đối với những loại cây khó tính có vỏ mỏng như trái dưa lưới thì các bạn phải bón đầy đủ NPK, bón đúng liều, đúng lượng và đúng giai đoạn chứ không phải muốn bón gì là bón nha các bạn.
Sau khi bón phân cá xong rồi thì 1 tuần đến 10 ngày sau thì mình sẽ bón phân dơi. Phân cá thì sẽ bổ sung đạm, còn phân dơi thì sẽ bổ sung lân. Rồi tuần tiếp theo nữa mình sẽ bón dịch chuối để bổ sung kali. Cứ như vậy mình luân phiên bón cho đến hết cái giai đoạn mà cây nuôi trái này nha các bạn. Một chậu có dung tích là 200 lít thì mình dùng khoảng 3 nắm tay phân dơi, mình rải đều khắp mặt chậu. Rồi mình phủ lên lớp phân dơi là một lớp đất mỏng để giữ ẩm lớp phân dơi bên dưới. Sau khi bón xong thì mình tưới nước cho cái phân dơi nó mềm ra, nó dễ hòa tan vào trong đất thì cây sẽ dễ hấp thu hơn nha các bạn. Mỗi giai đoạn của cây dưa lưới sẽ có cách bón phân khác nhau. Video hôm nay thì nội dung là chia sẻ cách bón phân cho trái dưa lưới nhanh lớn. Còn cách bón phân cho những cái giai đoạn khác thì mình chia sẻ trong những cái video tới. Để tiện xem những video tiếp theo thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video nha. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy thích video hôm nay thì đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì các bạn hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới hay hơn nha.